thực tế sử dụng TV plasma và TV OLED có bị cái hiện tượng burn-in hay không? Thì mình rất là muốn chia sẻ cái điều này, bởi vì mấy hôm nay mình thấy ở trên mạng có share cái video nói về cái chuyện là TV OLED bị burn-in, và mọi người cũng nói về là TV plasma cũng bị cái vấn đề tương tự. Thì mình là người sử dụng cái TV plasma được 6 năm và TV OLED được gần 1 năm. Trước đó thì mình sử dụng TV LCD. Mình khẳng định với các bạn là sử dụng bình thường không thể nào có hiện tượng burn-in được. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn sử dụng những cái TV như plasma hay là TV OLED, nếu các bạn không xem cái khung hình nào đó trong vòng 1 phút hoặc là 2 phút thì nó sẽ tự động nó tắt, hoặc là nó chạy cái chương trình bảo vệ màn hình, giống như ngày xưa các bạn thấy mấy laptop màn hình CRT nó hay có á, thì tự động, chứ nó không có đứng yên với khung hình đó. Do đó là hiện tượng burn-in chắc chắn là không bao giờ xảy ra. Mình đã xài rồi, mình muốn chia sẻ với các bạn vậy. Vậy thì làm sao để các bạn có thể có được cái hiện tượng burn-in trên cái màn hình OLED hay là plasma? Cách là gì? Là các bạn một mở một cái game mà nó có những cái khung hình nào đó mà nó không thay đổi theo cái suốt thời gian các bạn chơi game, thì lúc đó mới có hiện tượng burn-in. Và có vẻ như các bạn phải cố tình làm điều đó, chứ bình thường không ai làm điều đó. Không ai phải ngồi chơi game trong vòng 12 tiếng ở trên một cái màn hình, hay là trong vòng 10 tiếng trên một cái màn hình để rồi sau đó đi xem nó burn-in cả. Thì do đó là mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là cái hiện tượng burn-in ở trên màn hình OLED cũng như màn hình plasma là không có trong cái sử dụng thực tế. Rồi, xin cảm ơn các bạn.